Xin chào quý vị các bạn, nay mình mới về chiếc điện thoại, đó là điện thoại hình con mèo nha. Thì mình sẽ tìm hiểu xem cái sản phẩm của ngày hôm nay nó có tính năng gì. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn được màu sắc của nó ở đây. Hiện tại mình đang có rất là nhiều màu sắc. Màu đỏ này, màu trắng, màu hồng, màu tím, màu xanh và màu vàng. Thì mình cùng thử xem cái máy này có tính năng gì nha. Đầu tiên thì trong hộp hàng của nó sẽ có một máy này, một viên pin. Hộp của nó là hộp màu hồng nha mọi người. Sau đó là sẽ có một viên pin này, một cái dây sạc để một cái dây sạc ở đầu cóc, bao gồm đầu cóc và một dây cáp, và một cái dây để đeo vào cái con thỏ, con mèo này nha. Thì chúng ta đeo lên cổ hoặc là trẻ con hay là mất ấy, chúng ta thể đeo lên. Ở đây mình bóc cái ốp lưng của nó ra, ốp lưng thì rất là đẹp nha, ngộ nghĩnh và đẹp. Đây là cái ốp lưng của nó này. Còn đây là sản phẩm nếu mà bỏ lưng ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái bên trong của nó là có chữ MP3, có hình tai nghe đây để nghe nhạc rất là hay, iMusic. Đây chiếc điện thoại nó vừa lòng bàn tay của mình nha, còn đối trẻ con thì xài nó là vừa phải, rất là đẹp. Trên đầu của nó sẽ có một cái đèn, bên hông là cục sạc, đây là chỗ gắn cái dây để đeo nha mọi người. Mình sẽ cùng thử cái tính năng của nó trong ngày hôm nay, xem sản phẩm của ngày hôm nay nó có tính năng gì. Đầu tiên sẽ là hai sim và một thẻ nhớ. Cái máy này nó có tên là K600 nha. Mình cùng lắp cái thẻ nhớ này. Thẻ nhớ này các bạn đọc được thẻ bao nhiêu GB thì bạn thử gắn thẻ 8GB hoặc là 16GB nha. Mình nghĩ là 8GB là hợp lý hơn, còn 16GB thì mình nghĩ là hơi nặng. Đây là cách lắp sim nha, mình sẽ không tua các đoạn này. Thông thường là mình sẽ lắp sim sẵn cho các bạn, nhưng mà giờ thì mình sẽ gắn từng bước một cho mọi người xem. Sim này các bạn chỉ cần gắn, tháo cái lẫy này ra nha, kéo cái lẫy này ra rồi chúng ta mới gắn lại. Đó, khi chúng ta vừa rồi chúng ta sẽ đẩy và kéo trở lại, đẩy nó luôn. Hôm nay thì mình sẽ không tua nha, pin của nó là 1000 mAh. Cùng đóng nắp lại này, sử dụng ốp lưng ngộ nghĩnh và rất đáng yêu. Đây, bật nguồn lên thì cái máy này khi chúng ta đã bỏ trên mặt bàn ấy, thì nó sẽ không bị hư nha. Nó sẽ có một những cái đường viền này để khỏi tránh chảy màn hình, nên là mọi người dùng thì sẽ không cần phải dán kính chống chảy làm gì nữa cả. Mình sẽ đi vào cái sản phẩm ngày hôm nay. Bây giờ đầu tiên thì lắp sim vào, nó hỏi là chép danh bạ không ấy. Thì bạn nào phải lắp cũng chép danh bạ cũng được. Đây là Viettel Mobi, chúng ta không cần phải thao tác nha. Phần quản lý ở đây nó có phần quản lý lịch, chuông báo thức đó. Mọi người có thể bấm vào đây đặt được 5 kiểu chuông, 5 giờ. Dịch vụ thì ở đây thì mấy cái sim chắc mình không cần. Có máy tính này, có màu này, bật màu, bật đèn bàn phím nó cũng có luôn nha. Có tất cả chế độ ở đây, mọi người phải ở đây quản lý. Phần cài đặt chung thì chúng ta sẽ có chế độ bình thường, im lặng. Máy này thì nó lại không có tiếng rung nha. Ngôn ngữ thì nó có nhiều thứ tiếng này. Mọi người ai mà muốn xem kỹ cái phần này thì chúng ta xem đây nha. Xem nó có tiếng của những cái nước mình cần hay không. Nhiều người thì lại thích tiếng Anh, hoặc là nhiều người thích tiếng Thái Lan gì đó. Khóa bàn phím này, mọi người thấy khóa bàn phím 15 giây hay bao nhiêu giây thì chúng ta dùng vào đây. Máy này thì đơn giản lắm, nói chung là rất là đơn giản. Đó, đặt bật bàn phím hay tắt bàn phím này, bảo mật điện thoại này, danh bạ ở đây lưu được 100 số nha mọi người. Máy là 100 số, 2 sim là 250. Tin nhắn, trung tâm cuộc gọi. Nó có một cái phần hay nhất là trung tâm cuộc gọi này. Nhật ký cuộc gọi, âm thanh kỳ diệu. Giọng mình là giọng đàn ông thì nó biến đổi thành giọng đàn ông lớn tuổi hơn, hoặc là nó sẽ biến đổi thành giọng phụ nữ, hoặc là giọng trẻ em. Tùy chúng ta cài đặt. Tương tự thế là chúng ta là phụ nữ thì chúng ta biến đổi thành giọng đàn ông được. Máy ảnh thì con này có máy ảnh nha mọi người. Máy này chụp cho đẹp thôi chứ nó không có sắc nét nha. Nghe nhạc thì chắc là mình nghĩ là tương đối hay, tại vì con này nó ghi ngay bên ngoài là My Music mà. À đây, tí mình có thể tắt được cái nhạc này theo cái đèn này nha. Tắt được mọi người. Đây là loa ngoài, nó bên mắt này là mắt phải nha. Mắt trái là camera. Thiết kế rất hay nha mọi người. Không để ý thì chúng ta sẽ không thấy cái điều đó nha. Lúc này không có bấm được cái gì ta. Đến nay anh tròn 13 tuổi lính,
Đó, anh em có thể nghe nhạc được luôn trên điện thoại này. Đó, mọi người nghe nhạc thấy nó hay chưa? Nó ghi ngay bên ngoài là máy nghe nhạc mà. Rồi đó, máy đó chỉ có tính năng là hai sim hai sóng, một thẻ nhớ nghe nhạc, đèn pin, thay đổi giọng nói. Rồi mọi người, nếu mà muốn đặt cho con mình một cái chiếc điện thoại ngủ nghỉ thì có thể liên hệ theo cho bên mình là 0967590222 nha. Ở đây là ba màu này, tiếp theo đó là ba màu đây nữa, đỏ, hồng và trắng. Cái này thì chắc là nhanh hết hàng lắm, mọi người cứ đặt sale nha. Không có màu này thì chúng ta sẽ lựa chọn màu kia. Thường thường là chúng ta sẽ lựa chọn khoảng tầm hai màu đi để xem nó còn màu gì, chúng ta sẽ lấy cái màu đó. Rồi anh em nào mà muốn mua thì hãy liên hệ bên mình nhé. Xin chào và lại video tiếp theo. Nếu mà ai chưa theo dõi kênh mình nhé, mọi người bấm theo dõi hoặc là chia sẻ trang của mình nha, trang YouTube của mình, để mình có động lực làm thêm nhiều loại máy độc và lạ nữa. Xin chào và lại video tiếp theo.